Pháp Danh đồng hành. Nay con nghe Đức Phật tuyên niệm thì biết biết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể thiết nghĩ bọn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin thay cảm động, cảm động và chân tâm một lòng một dạ nay đứng trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được pháp nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa của ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp. Con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn giác khuyến dụ cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài hào làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Đại Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài nhũ lòng đại từ đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quay mắt. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp trước sau nạn, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng thấy thải muôn loài chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng thấy thải muôn loài chúng sanh đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng phải đều tiêu trừ, mau đạt được bổn thân thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
sắc mô đi số hoa.